Đây là chế độ ăn ăn Tết cho bạn mèo hoang để cảm ơn bạn ý đã cả năm chăm chỉ bắt chuột để cho mình ngủ. Cho nên là đến cuối năm thì khoản đãi nhiều hơn bình thường. Bình thường thì mình cũng mua cá cho bạn ý ăn ấy, nhưng mà cuối năm thì mời bạn ý nhiều hơn để cảm ơn bạn ý đã bắt chuột. Ở đây rất là nhiều chuột và bạn ý rất là hay bắt chuột buổi đêm cho mình để cho mình ngủ ấy. Thì cuối năm thì muốn cảm ơn bạn ý nhiều hơn một chút cho nên là tăng phần ăn nhiều lên. Đấy. Bạn này là mèo hoang nhưng mà bạn ý rất hay bắt chuột cho nhà mình. Thế là thỉnh thoảng khi nào mà bạn ý muốn ăn ấy thì là khi mình đang ăn cơm trưa hoặc ấy thì bạn ý cứ ra cửa bạn ý ngồi xong là hóng vào đòi ăn. Còn đâu bình thường thì bạn ý rất chịu khó bắt chuột, thế thỉnh thoảng mình mua cá cho bạn ý ăn hoặc là mua cá mổ ra rửa sạch sẽ xong rồi cho bạn ấy ăn, có khi mình đun lên. Còn đâu cũng có khi thì nói chung là thỉnh thoảng là cảm ơn bạn ấy tại vì bạn ấy bắt chuột hộ. Thế đến lúc trước thì đầy chuột thì chả thấy con mèo nào đến, thấy chỉ có bạn này chăm chỉ ở đây bắt chuột hộ. Thế đến lúc về sau hay cho bạn này ăn nhiều cá với thịt các thứ thì các bạn mèo khác đến tranh, nhưng mà chẳng thấy đến bắt chuột này, toàn thấy đòi ăn thức ăn thôi. Thành ra mình cũng không cho mấy bạn mèo khác ăn, chỉ cho bạn này ăn thôi. Cho bạn này ăn nhiều thứ ngon hơn.